Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này, em lại tiếp tục về hàng thêm được một dòng dây loa châu Âu cực kỳ là chất nha các bác. Rồi, từ chiều nay em cũng vừa dọn trong kho được 3 đoạn dây. Đang còn lẻ mét, lẻ sai, em sẽ đem ra thanh lý cho tất cả bác với một mức giá cực kỳ là tốt nha. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Em còn 1m4 dòng dây quảng ong bắt này, loại là 1.5. Loa và âm ly của các bác để gần nhau hoặc các bác sử dụng đấu cho những dòng chép trời cần những dòng dây lõi đồng mạ bạc thì có thể tham khảo nhé. 1,4m, giá là 100.000 nhé. Đó, dòng dây của Đức sản xuất tại Thụy Sĩ nha các bác. Rồi, đi qua dòng dây thứ hai, đó là dòng dây quảng Zil Copper. Đoạn này là 1,5m nhé, 1,5m. Dòng dây vừa đồng vừa bạc, loại là 2.5mm. Giá thanh lý 100.000 cho đoạn 1,5m nhá. Đó. Rồi, đi qua đoạn thứ ba. Đây cũng là một dòng dây quảng Zil Copper. Zil Copper này, mã là BM250T. Đó. Đoạn này thì có chiều dài là 4m nha các bác, 4m nha. Loại vừa đồng vừa bạc, loại là 2.5. Em thanh lý là 400.000 nhá. Đó, dây này thì em hết hàng rồi, còn từng này nữa thôi thì đang còn lẻ sai lẻ mét thì em thanh lý thôi. Còn lần sau nếu mà về thì giá cũng là 150 một mét nha các bác, không có giá này đâu. Đó, em thanh lý lộ đấy. Rồi, hết ba đoạn. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu những cái dòng dây loa mà em vừa mới về trong chiều này nhá. Thứ nhất thì giới thiệu tới tất cả bác đó là dòng dây quảng ong bắt, một trong những dòng dây cực kỳ là nổi tiếng của Đức này. Đây, của Đức này, loại vừa đồng vừa bạc, cực kỳ là chắc. Thiết kế là ba búi đồng là những sợi đồng tơ mềm mịn như thế này, và 4 búi đồng mạ bạc, những sợi đồng mạ bạc cực kỳ là tinh khiết. Đặc trưng của dòng này thì nó sẽ cho một chất âm cực kỳ là đều dải nhá, bát chép trung âm cực kỳ là hay. Đó, dây thì rất là đẹp rồi. Dây này có đường kính là lớn hơn 12 ly đấy. Rồi, và bây giờ em sẽ quay cái thông số để cho tất cả bác cùng xem nhé. Bác nào đang sử dụng những dàn âm thanh bát chép chưa đều nhau thì có thể tham khảo dòng dây này cho em nhé. Thương hiệu là Ong Bắt này, Carber, Germany. Thương hiệu này thì của Đức cực kỳ là nổi tiếng rồi. Nó sẽ có hai loại nhé, 2 x 300 mm, tức là mỗi loại của nó là 300, rất là lớn. Copper, mã của dòng này này, 1073 nhé, 1073. Nó sẽ có ngôi sao ở đây, Made in Switzerland. Dòng dây ong bắt này đa số nó đặt nhà máy sản xuất tại Thụy Sĩ rất là nhiều nha các bác. Dây rất là đẹp, có màu trong suốt như thế này. Giá thì cực kỳ là tốt rồi. Đó, rất là tốt nha. Loại này em thấy một số chỗ người ta bán 700-800 ngàn một mét đấy. Riêng những cái dòng model này người ta đã bán hơn 500 rồi. Đây, model này, đó, người ta bán là 580 một mét đấy. Model là 1071, còn model của em là 1073. Loại lớn hơn nhá, loại lớn hơn. Giá em để cho tất cả bác với một mức giá cực kỳ rẻ, cực kỳ tốt nha. Đó, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé, gọi cho em, đảm bảo với tất cả bác là giá tốt nhất thị trường. Tại vì hàng này là em ôm được lô tồn kho nên giá rất là tốt. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé, lấy càng nhiều giá càng rẻ nha các bác, càng nhiều giá chắc chắn càng rẻ càng tốt nha. Cứ liên hệ cho em, một dòng dây loa đến từ châu Âu, chất âm đều dại, giá cực kỳ tốt. Rồi, đi qua dòng dây cuối cùng, đó là dòng dây của hãng Acufy. Dây này thì được cắm rút rồi, Acufy này. Các bác có thể nhìn thấy nó bị dơ này, và em chưa có vệ sinh nhá. Acufy, mã là E3. Bữa trước thì em có một số bộ thì em bán cho tất cả bác với giá là 8.500.000. Nhưng bộ này đã qua sử dụng rồi, em sẽ để cho tất cả bác với giá là 7.500.000 cho bộ này nhé. Những đầu jack của nó này, đầu jack cắm rút khá là nhiều rồi nhé, đầu jack đã bị đen,
Đó, à, củ phay ở trên đầu rắc. Chiều nay về thì em test thử rồi, chất âm rất là ngon nhá. Dày rất là mềm, cực kỳ là mềm. Giá là 7 triệu rưỡi một cặp nha các bác, 7 triệu rưỡi một cặp, em có một cặp thôi. Lâu lắm rồi. Trước Tết thì em có về được vài ba bộ nhưng mà em bán hết rồi. Nay em về được một bộ thì nó xấu hơn những bộ bữa trước nhá. Tất nhiên giá sẽ rẻ hơn thôi. Giá là 7 triệu rưỡi cho bộ dây này nha các bác. Rồi, thì bác nào có nhu cầu về những cái dòng dây loa này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 nhá. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.